Việt Hương xin gửi chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Cơ Hội Đổi Đời đang có mặt tại thành phố Đà Lạt. Còn giờ phát sóng của chúng tôi là 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Và xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Tôn Giác Công Nghệ Inox đến từ tập đoàn Lucop 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Hôm nay Việt Hương tuyển lựa những người đẹp xuất sắc, dễ thương, duyên dáng, nhanh nhẩu để hỗ trợ chương trình. Mời cựu tuyển thủ quốc gia Minh Phương. Chào anh, mình bây giờ là mình làm huấn luyện viên rồi đúng không Phương? Dạ. À, vậy thì mình ít tập luyện hơn ngày xưa, vậy mình nhắm mình còn sung sức như hồi trẻ. Cũng được nhưng mà không còn ngon như ngày xưa. Không ngon như ngày dạ. xưa. Yên tâm, bà con cô bác đây sẽ hỗ trợ cho em nha. Dạ. Rồi, bây giờ mời em đứng đây. Người thứ hai chị muốn mang búp bê hay mang chân dài ra? Chân dài, nói tiếng Việt rành nữa, bao đẹp luôn nha quý vị. Và trân trọng kính mời Harry Won. Yeah. Chị nở giới thiệu em á. Dạ. Chị nói là con bé đó tiếng Việt gành lắm. Chị làm cho em khó dữ vậy. Thật ra thì em nghĩ là như vậy là em tiếng Việt em rất là ổn rồi đó. Nhưng mà không biết là mọi người cảm thấy có ổn hay không thôi. Nè bây giờ em chào mọi người đi để coi mọi người thấy ổn hay không nha. Dạ xin chào tất cả mọi người. Hết hả con? Dạ em xin hết. Trời ơi. Dạ. Em yên tâm đi. Tới chương trình này chị sẽ kêu bà con đây ủng hộ em. Dạ mời ca sĩ Thanh Thảo. Xin chào Đại Nghĩa Việt Hương, xin chào Harry Won và xin chào anh ạ. Và đây là các khách mời của chúng ta. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ theo chân người dẫn đường để coi coi cái nhân vật chính ngày hôm nay cần được giúp đỡ là ai nha. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Vâng, xin chào mọi người. Tôi là Phan Xuân Tuế, đến từ nhãn hàng Tôn Giác, là một trong hai người dẫn đường từ Quảng Bình. Hôm nay là rất vui, thời tiết rất đẹp, là có chuyến xe Cơ Hội Đổi Đời là đến để là chúng ta cùng đi thăm một gia đình có cái hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng đã có nhiều nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Bây giờ xin mời mọi người là cùng lên xe. Xin giới thiệu với anh chị, tôi là Tuế, nhãn hàng của Tôn Giác, đại diện chương trình Cơ Hội Đổi Đời, đã đến đây để là thăm với gia đình anh chị. Xin hỏi anh chị là trong gia đình có mấy đứa cháu ạ? Dạ, vợ chồng em có 5 đứa cháu. Thì anh chị chủ yếu là làm nó là làm phụ đây, làm nghề gì là chính? Nói chung khi chưa đau ốm thì em có đi phụ hồ à. Nhưng mà có 10 năm nay là bị làm bệnh rồi không đi làm được nữa rồi. Nhà tôi là có 5 người con, 2 đứa lớn thì lấy chồng rồi, còn 3 đứa còn ăn học. Trong nhà việc chính là làm ruộng và đi làm thế. Thứ hai là làm nón. Rồi ai kêu làm gì thì làm thêm. Lần nộn thì làm được một ngày được 3 cái, một cái cứ được 10.000 được đó. Làm thêm là đi hò kéo phơi lũa, đi rắc vôi trưa hô, để làm cò rồi đó. Trong của tôi là bị bệnh tiểu đường nặng. Năm nay là bước qua năm thứ 10, chỉ có đi quấn vườn để nhổ cái cò, cái rau chứ rửa chứ không làm được việc nặng hết. Nguyên một hộp thuốc một lần mua là phải ít nhất là 400-500 nghìn. Từ ngày lâm bệnh đến giờ thì vợ làm quật quật cả ngày, rồi có khi đêm làm nón cho đến khuya mới nghỉ. Nhiều khi cũng phải nuốt nước mắt vào trong để chịu thôi. Bố con bệnh nặng không thể giúp đỡ gia đình được, mẹ con phải lao động vất vả để kiếm tiền nuôi ba chị em con ăn học. Cho con biết thì con cũng thật khóc theo miếng cũng thấy tội rồi đó. Thì miếng thì chỉ có nín mà một mình thôi. Nhà thì nói chung cái nhà thì cũng nứt nẻ hết rồi. 2013 nó bay hết mãi, có vay số tiền về lập lại mãi rồi. Từ đó là đến giờ là không trả được nữa. Có lúc con cũng thấy xấu hổ về gia đình mình nghèo, nhưng con không trách ba mẹ vì ba mẹ đã cố gắng hết sức rồi.
mơ của con là làm ở đầu bếp nấu ăn cho gia đình và nấu ăn cho những người nghèo để mà phát những suất cơm miễn phí cho họ. Con cố gắng hết sức để giúp cho gia đình. Con sẽ không bao giờ bỏ ai lại phía sau. Reset tập hợp tổng lực tấn công. Yeah! Mục tiêu tiếp theo. Reset bành mấy nhà cho ta. Cái này như inox hay sao ấy? Tonsax công nghệ inox với 4 lớp bảo vệ chống reset như inox. Tonsax công nghệ inox khuất phục reset. Vậy vừa xem xong clip ha. Và bây giờ chúng em sẽ mời nhân vật khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, chị Võ Thị Thường. Dạ, xin mời. Xin mời chị Thường. Theo như Việt Hương biết được là chị Thường là người đã viết thơ lên cho chương trình Cơ hội ra đời. Là chị nói là có cơ may nào để chị được tham dự vô cái chương trình Cơ hội ra đời này. Và khi liên lạc tìm kiếm và người dẫn đường đã tới nhà chị thì mới biết chị là mang số nợ là 100 triệu. Mỗi một tháng chị phải trả là 800 ngàn tiền lời. Và cái số nợ này chị đã gánh trên vai bao nhiêu lâu rồi? Cách đây 4 năm rồi. Vì em vay là khi trên 100 triệu nữa, em vay về để chăn nuôi gà, vịt, bò, trâu rồi không mái gì bị lụt thân cuộn trôi đi. Bão lụt tới thì trôi đi mất. Dạ, Quảng Bình là mỗi năm đều có bão, đều có lũ. Dạ. Mà mỗi khi lũ, mà đặc biệt là lũ lớn như năm vừa rồi á, là gia súc, gia cầm này trôi hết, nhà cửa cũng trôi hết. Giữ lại được cái mạng cho mình là may mắn lắm rồi đó. Con có hiểu cái hoàn cảnh gia đình của mình hiện tại là như thế nào không? Dạ, có hiểu. Mặc dù gia đình các bạn học cũng lợp con khả ra, nhưng mà gia đình con cũng mắc các bạn. Con cũng hiểu nỗi khổ của gia đình con. Rồi còn phải nuôi một người bệnh mà bệnh tiểu đường cấp nặng, không làm việc được, không bị nặng được. Ba khách mời của mình ngày hôm nay, sau khi mà hiểu được hoàn cảnh của chị, và đặc biệt hôm nay cái số nợ nó hơi cao, hôm nay mình làm bằng cách nào, mình chạy thật lẹ, mình thực hiện thật nhanh để đem số tiền về nhiều. Vậy thì bây giờ mời con đi. Con gái xuống ngồi đó. Xuống dưới con ngồi nha, theo dõi chương trình nha. Ở đây với em, ba bạn khách mời vào thay đồ để chúng ta bắt đầu sáng tác. Trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Và bây giờ sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp dễ thương mà từ sáng giờ vì cô nghe giỡn là nói tiếng Việt rất là rành, một chàng có tay thật lớn cho Harry Won. Harry, em đã sẵn sàng chưa? Dạ em đã sẵn sàng. Em sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Mọi người ơi, ủng hộ Harry một chàng có tay thật to. Rồi mời chị bấm thử thách. Người chơi tìm đường đến nhà hàng Thủy Tạ để thực hiện thử thách liên quan đến sự nhạy bén. Hết hồn tưởng nhạy cảm. Quý vị ơi, biết nhà hàng Thủy Tạ đâu không? Harry ơi, nhiệm vụ của em chị chưa bấm, chị bấm là mất tiền liền. Cho nên bây giờ em kêu gọi hỏi có ai chở em đi không, có nó bảo hiểm mới được. Có người nào chở em đi được không ạ? Em không có biết chỗ đó. Trời, có anh chàng giơ tay liền. Harry ơi, có người giúp em rồi. Bây giờ chị đếm 3, 2, 1, bấm. Chạy. Tiền chạy rồi kìa. Tiền chạy rồi. Lẹ luôn. Ủa, anh ở đâu? Anh ở đâu? Lẹ luôn. Lẹ luôn. Vỗ tay cho Harry. Vỗ tay. Quá giỏi rồi. Chạy rồi. Bảo hiểm bằng bên đây rồi, chạy qua đây, đưa điện thoại cho anh, điện thoại cho anh. Em áo phao thì chắc chắn là phải mặc áo phao rồi. Dạ. Chắc chắn ở đây mình có liên quan tới sông nước. Em ơi, tại đây người chơi sẽ phải cùng MC đạp dịch xung quanh hồ Xuân Hương. Nhìn 20 chiếc thuyền khác, nó có 20 tấm hình, mình phải ghi nhớ lại 20 tấm hình đó. Ok rồi, đạp dịch xuống đây. Đạp dịch đường nào vậy, xuống đường nào vậy? Bên kia thôi, mình bây giờ đạp dịch. Mình đạp đây, dịch đi. Xuống đi em, xuống đi. Em cầm nghe điện thoại đi. Dạ.
em bây giờ nè em mình đi vòng vòng mình coi mấy cái con vịt đó, mình phải ghi nhớ cái địa danh mà con vịt đó nó có. Giờ em đi con lối nào ta? Đây nè, mấy con vịt đang thả em vòng đó. Rồi bẻ lái qua đây nè đó, mình ngó coi mấy con vịt đó. Yeah. Nó có cái hình ở đâu, cái tên, anh thấy chưa? Yeah. Rồi, anh thấy rồi, thung lũng vàng. Thung lũng vàng, đây là những địa danh của Đà Lạt, kìa, thấy không? Yeah. Thác Cam Ly. Đó, Thác Cam Ly, kìa, đó, thấy không? Ok, rồi cái này xong. Yeah. Rồi, cái kia là gì? Đó. Tình yêu hả? Thung lũng rêu, nổi tiếng Đà Lạt mà. 20 cái hình ghi nhớ là 20 con vịt. Nó bơi đâu chứ phải vậy? Là vịt đi chơi bình thường nha. Khi mà Harry với Đại Đội đạp cái xe đó, đạp đi tới đâu thì mình phải nhìn qua cái con vịt nó có cái nhìn cái mật mã chứ không phải đạp cho đã. Liên Khương. Liên Khương sân bay Liên Khương hả? Dạ. Thác Liên Khương. À, thác Liên Khương. Thế mà có thác Liên Khương chắc chắn là phải có những thác khác. Còn thác gì là tiếng ấy? Nó coi con gì? Kiểu gì? Cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Số tiền đang có là 3 triệu. Ai cha. Kê, nói đi. Cái gì nữa vậy? Dương quá Đà Lạt. Dương quá Đà Lạt. Đúng rồi. Quẹo đây. Mình coi con này nè. Con nào nữa? Rồi, mấy con gì? Rồi, mấy con kia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó, nhìn đây. Nhìn vậy. 1, 2, 3. Nhìn người kìa. Trời ơi. Thác voi. Thấy rồi. Từ, lại thêm chút xíu nữa. Cáp treo đồ Robin. Đó. Cáp treo Robin. Còn mấy con này nhớ nha, đọc ra nhớ nha. Giờ anh gần quá tao. Cái game show nào bỏ? Làng Cù Lần không em? Game show này chưa bỏ. Làng Cù Lần. Làng Cù Lần đúng rồi. Làng Cù Lần. Anh có nó chơi rồi, anh quay phim với nó rồi anh nhớ. Làng Cù Lần, Làng Gà. Thấy rồi. Đồi không phải mỏ ta. Thấy chứ đồi. Anh thấy chứ đồi. Ở Đà Lạt anh nhớ là nó có một cái gọi là đồi. Đồi cỏ hồng. Nhớ chưa? Nhậm là nha. Hồ. Kìa anh ngót đây. Hồ Tuyền Lâm. Đúng rồi. Tuyền Lâm với hồ. Cái đó là cái gì à? Hồ suối gì? Suối gì ta? Suối. Hồ Suối Vàng. Suối vàng chứ không phải suối bạc. Quảng trường Lâm Viên là cái chỗ mà nãy anh em mình đứng á. Dạ. Là chắc chắn nó có. Có những cái mình không cần phải đến tận nơi mình ngó. Nhưng mà em phải thuộc 20 cái. Anh hỏi anh thuộc phụ em. Dạ. Nha. Ngó coi con vịt số 26 này kiểu gì vậy? Dạ. Rồi cái kia là cái gì? Thác Đa Ta La. Nè, cái con phía trước à. Con phía trước. Nhìn coi. Đồi hoa cải trắng. Quẹo đây, mình coi con này nè. Con nào nữa? Đường hầm điêu khắc. Đường hầm điêu khắc. Đó, nhìn đây, nhìn vậy. Ga Đà Lạt. Xé cái tờ giấy cho anh đi cưng. Em ơi, được bao nhiêu mình rồi? Được gần hết rồi chị. Hàng cọp, thấy không? Hàng cọp, em bơi qua giùm anh đi. Nè, em thò tay làm lấy cái hàng cọp giùm anh đi. Lấy cái hàng cọp giùm anh. Dò liệm qua được không? Hàng cọp. Ok. Hàng cọp. Dạ. Harry nhớ nha, Harry. Dạ. Anh nhớ phụ em. Dạ. Anh nhớ phụ em. Harry. Đỡ Harry lên giùm mày. Dạ. Đỡ Harry lên giùm. Rồi, đi bên đây. Dạ em đi. Đi đi nha. Dạ. Ra đây mình sẽ phải viết tên những cái địa danh của Đà Lạt. Dạ. Mà nãy giờ mình ngó ra 20 cái, chạy lẹ lên, bà con người ta đang chờ mình. Thôi. Đây. Rồi, 20 điểm. Thung lũng tình yêu, đừng ghi lũng đâu em. À. Thung. Thung lũng tình yêu. Lũng. Tình yêu. Thôi bây giờ nè, em đọc anh đi. À. Hay đi nhớ đi, số 2. Cái gì bảo đàn gì đó, bảo đàn gì đó.
lũng vàng nữa phải không? Thung lũng vàng. Rồi cái gì à? Trường cao đẳng. Dạ, trường cao đẳng. Trường cao đẳng từ sư phạm. Dạ. Đà Lạt. Voi. Thác voi. Dạ, thác voi. Thác voi. Rồi, rồi em đi tiếp đi. Thác Cam Ly. Ừ. Năm. Thác Cam Ly. Thác Cam Ly. Rồi thác Ta La. Rồi còn thác gì nữa nè? Thác này nó thác Bảo Đại, nó là lộn nhưng Bảo Đại đúng không? Cho Bảo Đại. Thác Bảo Đại. Bảo Đại. Ta La. Thác Bảo Đại. Nè mất cái giá cái này nè. Này nè. Tôi tiêu có rồi. Hang cọp. Rồi, thác hang cọp rồi thác. Rồi, còn nè. Đôi á. Đôi sao mấy bộ. Ủa lại, bộ lộn lộn. Đôi rất biết. Đôi cỏ hồng. Đôi cỏ hồng trước. Đôi cỏ hồng. Đôi cỏ hồng. Cỏ đôi cỏ hồng. Đôi cỏ hồng. Rồi cái gì Robin á? Cái đó là cáp treo đồ Robin. Cáp treo. Không, thêm cái quyền em. Không. Rồi, cáp treo. Treo đồi Robin. Cáp treo đồ Robin đúng rồi. Rồi còn gì nữa nhớ coi. 11 là cái gì? Làng. Bây giờ mình tới mấy cái làng. Hồi nãy nó làng gì? Làng à. Nãy nó vàng gì đó. Còn bao nhiêu tiền hả? 19 triệu. Đó, chỉ còn 19 triệu thôi, lẹ luôn. Làng gì? Em tự nhiên làng Cù Lân. À, làng Cù Lân. Cù Lân. Thêm cái quyền em, cái làng. Cù Lân. Rồi cái gì nữa? Làng gà. Rồi, nãy mình có mấy cái đồi lận. Đồi cỏ hồng, đồi hoa nữa. Đồi hoa. Cái gì? Thủy gì á? Thủy gì? Em nhớ gì? Hồ Tuyền Long. Hồ Tuyền Long là cầu nổi tiếng của Đà Lạt. Anh đi lên đó, có chùa trong đó nữa. Tuyền Long, đúng rồi. Ghi chính tả đúng rồi đó. Hồ Tuyền Long, rồi hồ Suối Bạc phải không? Suối Bạc. Suối Vàng. Hồi nãy mình nói là Suối Vàng chứ không phải Suối Bạc đó. Đồi hoa cỏ trắng. Đồi hoa cải trắng. Cái gì nãy nó cái nguyên một đùi ngoài xa mấy cái thuyền cái vụ mà ở đó lớp xét á, em nhớ em đi chưa, cái đường hầm điêu khắc. Nghe vị trí chỗ mình quay sân khấu mình á. Quảng trường Lâm Viên. Vườn hoa Đà Lạt có chưa? Vườn hoa Đà Lạt chưa có nha. Vườn hoa Đà Lạt đúng rồi. Quảng trường Lâm Viên, vườn hoa Đà Lạt. Tắt đi. 18 rồi, 18 điểm còn 2 điểm nữa. Cầm. Còn cái gì nữa ta? Thác Liên Cương có chưa? Thác Liên Cương. Thác Liên Cương. Liên Cương. Chưa có. Nhớ rồi, tại vì nó nói vụ sân bay Liên Cương không? Thác. Rồi. Còn gì nữa? 19 rồi, còn một cái nữa. Mọi người có ai, bà con có ai nhớ nãy mấy em đạp còn thiếu cái bản của em nào nữa chỉ giùm anh đi. Ga Đà Lạt. Đúng rồi, quý vị vỗ tay. Mã số 63. 16.361.943 đồng. Một tràng pháo tay thật lớn cho người hùng Harry. Chạy đây hai chị em, chạy luôn. Harry, bây giờ em cho chị biết dưới cái ánh nắng đó tâm trạng em như thế nào. Thật sự thì cái tâm trạng em lúc đó rất là bối rối. Tại vì thật ra thì cái chuyện mà cái trí nhớ của em nó không có được tốt cho lắm. Mà em phải thuộc những cái từ vựng mà đầu tiên em thấy có luôn. Thì mấy cái đó em thuộc đó. Bình thường là một ngày em thuộc được khoảng chừng 5 tới 10 cái là em đã xuất sắc lắm rồi. Mà hôm nay một thời gian ngắn gọn mà em phải thuộc nhét vô trong đầu em. Cái đầu em nó không có đủ thông minh để nó thuộc hết. Thì cũng may là hôm nay có anh Đại Nghĩa giúp em. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho Haribon. Rồi mời em vô. Trở lại với chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Và bây giờ xin mời anh Minh Phương. Trời ơi, bảnh trai, đẹp trai quá. Không độ. Bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chị. Vô cái máy bấm coi mình làm cái gì. Bây giờ mời bấm thử thách.
Đây, thử thách của mình. Người chơi tìm đường đến sân bóng đá mini 18 để thực hiện thử thách liên quan đến thể thao. Quý vị ơi, quý vị có biết sân thể thao mini 18 ở đâu không? Biết em, có chở anh Minh Phương đi được không? Được không em? Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Rồi, chuẩn bị 1, 2, 3, chạy. 1, 2, 3, bấm. 1, 2, 3, chạy. Lên xe. Đi tới sân vận động mini 18 số 9 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt. Bây giờ sắp tới sân vận động mini 18, thử coi coi thử thách của họ là gì. Mà thường là sân vận động mà phải chơi thể thao mà anh này là chúa đảo rồi nha. Người ta đội trưởng mà đã, đội trưởng mà cựu tuyển thủ quốc gia nữa, không phải tầm thường. Đến nhận nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ tại đây, người chơi sẽ phải đỡ bóng từ một vận động viên và sút bóng vào trong 12 thùng phi. Mỗi thùng phải đá vào một quả. Ok, okay. Tới ơi, tới luôn em ơi. Vỗ tay cả nhà ơi, ủng hộ tinh thần của anh Minh Phương. Không được, Phương ơi, hứng luôn, không được, đúng luôn, sao không thấy? Ôi. Đúng rồi. Làm lại. Trời ơi. Bóng lên. Đúng rồi. Phương ơi, lên. Đưa lên. Một cái. Ok, tiếp. Rồi. Một cái rồi. Bóng lên tới ơi. Bóng lên. Đúng rồi, bất kỳ cái thùng nào cũng được, Phương ơi, bất kỳ cái thùng nào cũng được. Vô là được. Hai cái rồi. Trời ơi, mạnh quá, Tới ơi, mạnh quá. Đúng rồi, vô luôn Phương ơi. Hay quá. Ba trái rồi, vô rồi. Ba trái rồi bà con ơi. Đi qua hàng rào xem. Vô được 12 trái là mình vô, mình xong nha. Bất kỳ thùng nào, mỗi thùng một trái. Wow, ráng lên Phương ơi. Chưa. Hứng bằng bụng. Bốn cái. Vô 4 cái rồi. Có gì? Rồi rớt. Vừa qua cái hàng rào thôi. Tới ơi, đá đi tới ơi. Bóng lên đúng rồi, đẹp lắm. Cái này có rồi. Rồi, ok, 5. 5 trái rồi, cả nhà vỗ tay 5 trái. Tinh thần lên cao quá. Đây luôn, thẳng đây luôn. Chết. Wow, rồi, không rồi, tiếp quá. Tiếp tới ơi. Tới ơi, tiếp em ơi. Năm rồi. Chúng ta đang có là... Ôi, có gì? Mạnh quá. Qua rào thêm, qua rào thôi. Vừa qua rào thôi. Không rào nghĩa. Hôm nay. Vô, 6 trái, tiếp. Rồi, lên đây luôn Phương, lên luôn. Bảy cái, ok. Có lại Phương cái. Ơi. Bảy cái, go. Rồi, lên đây Phương. Đây. Tám cái, ok. Tám cái rồi. Đây Phương ơi. Chào mừng đây.
bỏ em. Wow. Bỏ em. Wow. Tiếp tục nha. Rồi. Số tay ơi. Lên đây. Vô, chín trai rồi. Chín trai. Không, ba thùng nữa, đây. Ba cái nữa thôi. Wow. Hai má. Hai cái nữa. Phương ơi, bên này Phương ơi. Đây. Quá, một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng. 11 cái. Một cái cuối cùng chị ơi. Chuẩn bị bấm mã số đi. Phát banh đi tới ơi. Rồi Phương ơi, đây. Dạ. Bỏ, tiếp. 11 cái rồi. Hay quá. Đây Phương ơi, đây. Chết rồi. Một cái cuối cùng. Hay quá. Đáng lên Phương ơi. Một cái nữa là xong đó em. Đây. Không này. Một năm, tám, sáu. Số tiền là 18.480.611 đồng. Chúc mừng nha. Hơn 18 triệu đồng, quý vị ơi. Quý vị ơi, người hùng của chúng em đã về rồi. Anh Minh Phương, số tiền thưởng là 18 triệu. Ôi đất ơi. Hồi nãy sau khi mà ông lấy 18 triệu về, tôi đã nói với bà con, tôi sẽ đại diện bà con mấy bé đẹp với kia hung anh một cái. Bây giờ cho tôi biết cảm giác sau khi đá xối xả bất chấp thời gian và không gian lấy về 18 triệu hơn. Nói cho tôi biết. À, phải nói thì thử thách cái chương trình đưa ra cũng rất là khó thiệt, không có cho khởi động gì hết. Buổi trưa cũng chưa có ăn gì hết á. Bây giờ vẫn còn thở nhưng mà cảm thấy rất là vui. Chương trình không có gợi ý cho chơi cái gì hết á. Cứ tư vô đó là cứ, nhưng mà phải nói đây là cũng là đúng theo cái chuyên môn của mình thì con cũng rất là cảm ơn chương trình đã cũng đã. Nhưng mà lúc mà mình đá mỗi một cái thùng một trái vậy có áp lực không? Dạ cũng rất là áp lực á, cũng rất là tiếc là có một vài cái tình huống là hơi bị bỏ lỡ, giống như mà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Vận động viên nha, cụ tuyển thủ quốc gia mà người ta còn áp lực là vì ổng chơi ở đây mà nguyên gia đình mình đây la làng hết tiền rồi ta gùng, mà chưa tính cha đại nghĩa, cha cũng đâu có nói ít đâu, cha đứng cho đây hết giờ rồi, trời ơi tao thi cố mà đứng la vậy. Bây giờ quý vị đừng có rút rít cục gạch đó hết á, đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại. Mời quý vị trở lại với cơ hội đổi đời. Trời ơi, yeah. Có con gái đi nữa. Yeah. Bây giờ mời mọi người vào cái cây ATM và mời chị bấm thử thách. Người chơi tìm hai người dân ở tại đây và đi cùng đến chợ Đà Lạt để thực hiện thử thách liên quan đến ẩm thực. Cả nhà ơi, có ai đi cùng với Thanh Thảo không? Cần hai bạn biết nấu ăn. Mời hai bạn sẽ đồng hành cùng với Thanh Thảo chạy ra ngoài chợ Đà Lạt nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi bố ơi đón con đi bố ơi. Và bây giờ mời quý vị khán giả, chúng ta bắt đầu nhìn lên cái bảng này. Và TV chúng tôi sẽ chiếu cho quý vị coi là Thanh Thảo đã đi tới đâu. Chạy đây với em. Đi lên.
Rồi, đưa điện thoại để em nghe, nghe, nghe. Dạ, dạ, đây. Nhiệm vụ nè, sau khi tới nơi rồi, thì chúng ta sẽ nấu so tài với lại hai người hồi nãy mà mình kiếm được ở tại đây đó. Nấu món bánh căn, MC Đại Nghĩa sẽ vào chơi cùng với Thanh Thảo nha. Mỗi đội sẽ nấu 5 cặp bánh căn và làm nước chấm xíu mại. Món bánh căn sẽ được đưa cho 5 người dân thử bằng cách là bịt mắt lại cho họ ăn và đưa ra quyết định món nào ngon hơn. Trong trường hợp một trong hai đội hoàn thành trước món ăn và đúng yêu cầu của chương trình sẽ giành chiến thắng. Ok rồi. Bây giờ hai người bạn, chúng ta sẽ làm món bánh căn và xíu mại. Rồi chơi nha, Mạnh Ai nó làm nha. Tôi bên đây với bên chị Thảo. Bầm chung với hành tỏi luôn chị. Em đúng rồi, bầm một mớ hành tỏi vô chung. Thì dục của nó để đỡ đi. Bây giờ bấm cái nước, bấm cái nước. Rồi nhuyễn lắm rồi đó. Rồi, bây giờ chị bầm miếng cà chua giùm em đi. Để mình làm xíu mại cũng phải có cà chua đó. Thì quậy lên đi, trộn lên hả? Cái đó mình sẽ pha giống như mình đổ bánh khọt vậy đó. Y như đổ bánh khọt vậy đó chị. Cà chua bỏ riêng cho chị, thì mình làm cái sốt cà riêng. Cái cà chua riêng, thịt riêng nha, đừng bầm chung vô nha. Rồi. Alo chị Hương ơi. Ơi nghe. Đang làm nha. Chị biết rồi, có cái chị đây, chị chuyên gia về bánh căn luôn. Mình đúng rồi. Mình đổ bột qua cái khuôn, tại khuôn là nó nằm ở trên, ở dưới có cái lò than rồi đó. Mình đổ bột vô xong okay, mình đập khúc vô, hoặc là mình đánh cái trứng gà xong mình đổ trứng gà vô. Dạ, vậy là mình đậy nắp lại rồi. Nó chín. Làm gì nữa? Thì quậy lên đi, trộn. Quậy lên. Y như đổ bánh khọt vậy đó chị. Rồi, phải nêm một miếng bột nêm vô đây. Rồi em làm cho. Rồi, cái này. Vô đây đủ chưa? Hay thêm chị ơi. Thêm nha. Mình phải thêm 10 cái bánh căn, tức là 5 cặp. Để những cái này lên đây cho nó nóng. Em đang làm sốt cà chua cho chị đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thiếu. Giờ thêm miếng thịt tới đây chị nè. Trời ơi, ngon xuất sắc quý vị ơi. Em nói thiệt, nước sốt để đây. Trong khi đó bây giờ em làm món ăn. Ai rảnh vô đây quạt cái bếp giùm em đi. Nè nè chị gái, chị yêu, vô đây quạt. Dạ cô quạt cái đầm em đi. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ em sẽ làm nước mắm nè. Cái đường này bỏ đây, lấy cái chén được. Nè nè, chừng cổng nha. Đây hà vô quạt. Đúng rồi, cô quạt giùm nha. Đó, bây giờ nó sôi lên một cái là xong luôn nha chị Thảo. Bây giờ chờ cái đó của chị thôi đó. Ok, xong. Rồi, bây giờ nó vậy thì bây giờ chị canh chị me chị coi. Chét dầu cho cái đó. Không cần luôn. Chét dầu không? Bây giờ nó tan cái này lên cái. Rồi, quý vị ơi, cái nước mắm của cái món này em xong nha quý vị. Đây, em đang làm xíu mại nha quý vị. Múc xíu mại này kia ra nè, lên món nè. Chị, xuống tút nè chị. Quạt lửa vô. Dạ rồi, xong, em xíu mại xong nha. Cho một miếng tiêu đi nữa. Rồi, bây giờ em đưa cái này xuống dưới trước nha. Còn có bánh căn nữa. Nóng chị. Em làm cho. Alo. Rồi bên kia người ta nấu sao rồi? Bên kia người ta chưa gì hết trơn, trời, mình xong trước người ta đó. Rồi hay quá, giỏi quá, lẹ. Ok, xong quý vị ơi, em xong. Có nghĩa là Thanh Thảo mình nấu trước được cả
trong nhà bếp và tạo giành chiến thắng tuyệt đối. Rồi, chị cầm điện thoại xuống. Rồi, xong, xong, xong. Và bên tụi em có món bánh căn với nước mắm bánh xíu mại rồi. Bây giờ chị Thảo, bây giờ nè, múc ra. Bên mình làm xong rồi. Ok. Thưa quý vị, do bên kia là làm không có đủ bánh. Bên kia có 8 cái hay nhiều đó. 5 cái quý vị. Bên đây làm đủ 10 cái luôn quý vị ơi. Mã số 6742. 6742. 6742. 11.557.706 đồng. 11.557.000. Hey, chị cầm xoay ra ngoài. Và đây là số tiền có thật nha con gái. Hai mẹ con mình đang là có số tiền. Yeah, trời ơi, bé nó mừng quá. Có bao giờ cầm được số tiền bự vậy chưa? Chưa bao giờ sẽ cầm tiền lớn như vậy. Dạ. Số tiền lớn nhất con cầm là bao nhiêu? Dạ, mỗi ngày dạ, chỉ có vài trăm ngàn đồng. Vài trăm ngàn đồng thôi. Mà bây giờ mình có tới 11.557.000. Số tiền quá lớn đúng không? Con ơi, mình không có khóc nè. Hai mẹ con vui lên nha. Rồi, bây giờ con gái cầm cho mẹ đi. 11 triệu này, mình trả xuống ghế mình ngồi đi. Chờ nè. Một tràng pháo tay thật to để chào đón người hùng Thanh Đạo đã trở về. Thanh Đạo. Trời ơi, hay quá Thảo ơi. 11 triệu chết gì. Nấu ăn hay quá. Nấu ăn dở ẹt mà được 11 triệu. Thưa quý vị, là phải nói là cái môn mà Thanh Thảo dở nhất đó là môn nấu ăn. Mà hôm nay chương trình cho chơi ngay cái thử thách nấu ăn. Mình nấu ăn cái mình phải chờ cái lửa. Mình phải lệ thuộc cái lửa nè. Mình lệ thuộc cái đồ ăn nó chín nè. Cho nên là đồ ăn nó chín nó lâu lắm. Cái tiền nó tuột xuống em buồn muốn chết à. Bây giờ cảm ơn người ông Thanh Thảo, mời chị vô. Chuẩn bị khởi động nó đi. Để chúng ta chơi cái game cuối cùng là thử thách thứ 4 á. Mời Thanh Thảo vô nghỉ dưỡng. Trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ búp bê Thanh Thảo, Harry Bond và Minh Phương. Tràn ra chạy một vòng. Coi mình sẽ thực hiện nhiệm vụ gì. Mời các bạn vô cây ATM. Mời chị bấm. Thử thách của chúng ta là người chơi tìm đường tới nhà ga Đà Lạt để thực hiện thử thách liên quan đến sự nhanh nhạy. Bây giờ quan trọng là ai biết được cái nhà ga Đà Lạt ở đâu để chỉ đường. Ai biết không ạ? Trời ơi, biết nhiều quá. Rồi chúng ta sẵn sàng bắt đầu. 3, 2, 1, chạy. Vỗ tay ủng hộ mọi người ơi. Nhanh lên. Ga Đà Lạt ở đâu vậy? Nhanh lên. Địa chỉ để tới nhà ga Đà Lạt, số 1 đường Quang Trung, phường 10, thành phố Đà Lạt nha. Cố lên. Nhà ga Đà Lạt hiện giờ đang đi trúng đường rồi. Kiếm anh Đại Nghĩa đi. Anh Nghĩa. Đây. Ba người chơi sẽ cùng nhau kiếm 7 miếng gỗ, trong 200 miếng gỗ đó cho đúng khung đề bài có sẵn là thử thách thứ nhất. Ok rồi, anh bên Phương. Đúng rồi đó. Không đúng. Phải. Hơi dài. Giống này hả? Đó. Hơi dài đây, rồi một đúng rồi, một cái. Harry lửa đi, Harry. Lấy miếng bự, Harry. Không phải luôn. Không phải luôn. Hình tam giác. Cái tam giác. Hình tam giác lớn. Cái này. Không được luôn.
nước này được không? À, không được luôn. Không được luôn. Lọt lòng mới được nha. Một tam giác. Nếu mà mình kiếm được cái miếng gỗ đó không có bảy 200 miếng mà kiếm không được mình bỏ ra chứ mình bỏ vô là lộn xộn lắm. Ê, cái nào không được mình dục qua một bên đi. Dục qua một bên đi để khỏi lộn nữa, khỏi tìm nữa. Cái nào không được dục đi. Dục. 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 Đây, đây, đây. Ủa không được, được, được. Thử, 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 thử. Rồi. 3 miếng rồi cả nhà ơi. Giữ lại. Ê, cái này được nè, cái này được nè. Rồi đúng rồi nè, được rồi nè. Đây, đúng một rồi. Tam giác, bây giờ một tam giác, tam giác nữa. Cái lớn cái nhỏ, cái lớn cái nhỏ. Tam giác thôi. Không đúng. Vô vô rồi, vô rồi. Vô chưa, vô chưa. Yeah. Rồi ok nha. Yeah. Rồi. Quý vị ơi, kiếm được 7 miếng rồi, bây giờ ráp được cái hình rồi. Sau đó, người chơi sẽ ráp 7 miếng gỗ còn lại cho giống với 4 đề bài mà chương trình đưa ra. Hoàn thành cả 4 hình thì cả 3 người chơi sẽ giành được mã số của chương trình. Ok rồi, nghe hiểu. Ba này dễ, sẽ bàn chút đi. Nè, cái này là hai cái tam giác cái đầu nè. Không, anh nghĩ cái này là hai cái này. Tam giác nhỏ là ở dưới, tam giác nhỏ là dưới nè anh. Nè nè. Tam giác nhỏ là dưới nè. À, hai tam giác nhỏ dưới, hai tam giác nhỏ dưới đúng rồi. Hai cái to, hai cái to. Không phải, phải chị. Nó phải là dày. Đó là gì nè. Đúng rồi, một cái, hai cái nhỏ ở dưới. Hai cái đuôi. Cái chữ thoi, hình thoi đây nè, hình thoi đây nè. À đúng rồi. Rồi, cái này cái cổ. Cái đầu, cái đầu, cái đầu. Ê, giờ mình xoay ngược hành thiệt chiều dài đi, xoay ngược chiều dài đi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu đâu. Xích quan giống, xích quan giống nào. Giờ để luôn, để luôn, để luôn. Yeah. Nè, xếp theo chiều dọc rồi đi, xếp theo chiều dọc rồi đi. Hai cái đầu nè, một cái tam giác này để đây. Ngang qua đây nè, tam giác này nằm ngang đây nè. Cái đầu nè, cái đầu nè, cái đầu nè, đúng rồi. Okay. Cái đầu nè đó. Rồi. Bây giờ là cái dưới này nè. Cái dưới này là cái gì nè? Cái dưới này có sẽ phải. Đây 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 đây, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đây. Ra con mèo chưa? Ok, ra con mèo rồi. Rồi, hình số 3. Cái hình thoi lên trên. Hình thoi đó bên trên. Rồi, hình vuông, hình vuông. Hai cái nhỏ góp lại. Hiện giờ bà con ngồi tại quảng trường này rất là đông để ủng hộ cho hai nghệ sĩ. À, ba khách mời đặc biệt của chúng ta đó là anh Minh Phương, ca sĩ Thanh Tảo Búp Bê và Harry Won. Rồi xong, 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 xong. Rồi, hình cuối cùng, hình căn nhà. Đáng lên, đáng lên. Làm phía trên đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Bây giờ làm ở dưới nè, là cái vuông nè. Không, cái trên sạc. Cái vuông bự phải nằm ở dưới. Cái vuông bự bắt buộc nó phải nằm ở dưới này. Đây, đây, nó vậy nè, nó phải vậy nè. Đúng không? Nó về ra căn nhà nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vậy là phải vuông đây chứ. Cái cục vuông lớn. Bây giờ hai cái nhỏ nó làm cái vuông nè. Thử quay được không? Được, thử cái ở này. Ở trên nè. Đây, đây, đây. Đây, thử vậy coi. Okay, cái này tam giác này nằm ở góc này nè. Không được, không được. Đó, mình đang thử cái vuông. Tam giác lớn nằm ở đây. Tam giác này nằm đây. Nằm đây nè. Đó. Tam giác đó, đó hình hình góc này rồi, đã ra hình góc. Ra hình góc này rồi. Bình tĩnh, cái xéo này ví dụ nằm đây, không được. Không được. Cái góc nào đó ở đây. Thử thách này hơi khó là tại vì lúc này mình căng thẳng đầu óc á, mình làm á rối tay rối chân cũng làm kịp. Không đủ hình chữ nhật, nó không đủ. Ok, ok. Hình thoi nó phải nằm đây. Hình thoi phải nằm đây. Hình thoi nó phải nằm đây. Tam giác ở đây. Đây. Rồi, gần sắp rồi, gần sắp rồi. Bây giờ hai cái này làm sao? Đây, đây, đây. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Số tiền là 24.575.537 đồng tiền Việt Nam. Chào đón ba người của chúng tôi đã trở lại với cơ hội đổi đời.
rồi, Harry thấy sao em? Thật sự thì rất là hồi hộp. Cũng may quá các anh chị, mọi người ai cũng là đồng lòng á. Em nghĩ là cái đồng lòng đó nó làm cho cái hôm nay có cái thành quả tốt hơn. Anh Thảo thấy sao ạ? Anh Phương ảnh nhảy lên, ảnh chọn cô gái đẹp này, ảnh chở đi trước. Ảnh thấy mình xấu quá, ảnh chừa lại mình phải lái. May quá em nhờ có anh đẹp trai kia, ảnh chở giùm đó chứ. Dạ, sau khi quý vị đã vượt qua một cái game cực khổ thử thách của chương trình, quý vị nghĩ coi có số tiền tổng cộng sau 4 thử thách là bao nhiêu? Em nghĩ chắc chỉ thiếu 100, chắc không đủ trả nợ quá. Thôi thì bây giờ ba khách mời bước ra đây, ngó lên màn hình của chúng tôi là 70.975.797 đồng. Cầm cái bảng thành tích của mình đó và trao cho gia đình bên kia. Chúc mừng gia đình của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đã có được một số tiền cũng khá là lớn. Không biết cảm xúc của hai mẹ con mình bây giờ như thế nào ha? Dạ, em rất cảm ơn nữ em, rất mừng. Em cứ một hồi hôm qua cầm được số tiền lớn là em xin cảm ơn mấy anh chị. Khi mà chị Tường từ Quảng Bình ha, chị tới đây thì 4 hộ nghèo ở địa phương của chị sẽ có cơ hội lợp lợp mái nhà. Và chúng tôi xin mời vòng quay may mắn. Bây giờ mời chị Tường xoay ạ. Gán lên. Gán lên. Một. Chưa có máy nào hết quý vị. Nó xỉa lên đây con gái. Vô xoay lần hai. Vô xoay con gái. Quay con. À, dòng quay đang quay. Trời ơi, quay chóng mặt luôn quý vị ơi. Từ từ. Yeah. Ôi mai, hay quá quý vị ơi. Em trân trọng kính mời đại diện của tên Zack. Dạ, mời anh. Xin chào tất cả quý vị, tôi là Quang, đại diện cho công ty Bluescope Zack tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thì lời đầu tiên là chúc mừng chị Thường đã nhận được số tiền của chương trình là gần 71 triệu đồng. Và xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ và Minh Phương đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn hai MC. Và bây giờ mời anh trao cái bảng 4 máy này cho chị Thường. Vâng, để gửi lời cảm ơn đến các khách mời ngày hôm nay, xin mời anh tiếp tục trao những kỷ niệm chương cho ba vị khách mời của chúng ta. Quý vị thân mến, chương trình Cơ hội đổi đời của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên HTV7. Và chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Tôn Giác Công Nghệ Inox đến từ tập đoàn Bluecop 100 năm tuổi đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn các khách mời, ca sĩ Thanh Thảo, ca sĩ Harry Won, cựu cầu thủ Minh Phương và tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Cơ hội đổi đời ngày hôm nay. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi. Vượt qua thử thách, vượt qua tất cả mọi ai cũng cười. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi. Vượt qua thử thách, thành công mang về cuộc đời thêm vui.